Hello, xin chào thầy anh em nhé. Cảm ơn anh em đã lại tiếp tục xem video của em Xuân Tóc Đỏ. Xin cảm ơn anh em nghệ nhân thời gian qua đã luôn tin tưởng ủng hộ cho sản phẩm của em Xuân Tóc Đỏ. Và xin chúc anh em có một ngày mới vui vẻ, sức khỏe và nhiều may mắn, đặc biệt là tìm thấy niềm vui, niềm cảm hứng trong nét đẹp văn hóa truyền thống chơi chim cảnh. Hôm nay em Xuân lại tiếp tục quay cái mẫu lồng cho anh em tham khảo. Thật ra thì hai mẫu lồng này em Xuân đã quay rồi. Quay trước kia đã quay một cái mẫu vuông đấu và một chiếc vuông cao. Tuy nhiên hôm nay thì em sẽ quay lại cái mẫu lồng này, bởi vì là vẫn còn rất là nhiều anh em lựa chọn. Cái mẫu này thì là mẫu mới anh em ạ, được rất là nhiều anh em tin tưởng ủng hộ cho cái sản phẩm này. Em Xuân hiện tại thì đang nhận rất là nhiều cái mẫu như thế này và được anh em ủng hộ cái mẫu rất là nhiều anh em nhé. Xin giới thiệu anh em, đây là cái mẫu lồng vuông cao size 37-23 nan, chân đùi gà anh em nhé. Tang là tang trơn, chỉ kép liền. Đây là chỉ kép chạy máy liền nha anh em nhé. Chỉ có đằng trước thì xẻ rãnh khai phân thôi. Còn toàn bộ thì nó là đường chỉ kép như thế này. Cái mẫu lồng tre rất là đẹp. Đấy, chọn những thanh tre rất là đẹp có tia luôn anh em ạ. Bởi vì đây là hàng đặt theo yêu cầu của anh em. Chân đùi gà, lá đề. Đấy, lá đề cắt như thế này. Chốt khai phân là mặt phù hổ anh em nhé. Đây, chốt khai phân mặt phù hổ này. Cửa dưới, bởi vì nó là cái mẫu vuông cao. Tất cả những mẫu vuông cao thì làm cửa dưới anh em nhé. Cửa lá đề. Xin giới thiệu với anh em tiếp theo là cái đỉnh lồng chữ H này. Đỉnh lồng chữ H bản to anh em nhé. Đấy, bản to. Nậm tre, móc đồng, bưng vách và có chặn góc hết anh em nhé. Cả hai cây lồng vuông này đấy, đều rất là giống nhau. Nó khác nhau một cái đằng điệp mà rất là nhỏ thôi, không biết là anh em có nhận ra không. Bởi vì đây là một cái cây lồng này, nó có góc này. Đấy, cái góc đây. Góc này là góc cắt chữ V, còn góc bên này là cắt bán nguyệt. Đó, theo yêu cầu của anh em. Tất cả hai cái mẫu lồng này đều là vót đỉnh trụ hết anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ quay cái mặt đáy cho anh em xem. Đây, xin giới thiệu với anh em cái mặt đáy thì em đã thiết kế tay cầm. Có tay cầm anh em nhé. Có nan và khay phân thì được dán đề can trên dưới. Ở cái mẫu lồng này thì em bố trí là một cầu thẳng ở dưới để cho chim ra vào lồng tắm này. Cầu dưới thì có đỡ cầu anh em nhé. Ở trên hai cầu thẳng này, hai cầu thẳng bám vào đây, bám sát vào vanh để cho nó chắc chắn. Anh em tháo cái cầu dưới ra thì hai cầu trên sẽ đi thi đấu, nên là nó bám sát vào đây. Tha hồ thoải mái để trừ chim nhảy nhót anh em nhé. Kèm thêm hai cầu góc anh em ạ, hai cầu thẳng kèm thêm hai cầu góc để anh em thay đổi nhé, theo sở thích của anh em. Bây giờ em sẽ quay khay phân cho anh em xem. Chốt khay phân là mặt phù hổ nha anh em nhé. Giờ em sẽ lấy khay phân cho anh em xem. Đây. Đấy, khay phân thì em sẽ rãnh. Đấy, nẹp trên dưới này. Rất là chắc chắn, anh em ca tha hồ cầm nắm thoải mái anh em nhé. Cọ rửa thì anh em yên tâm. Chất tre thì bảo hành cho anh em. Hai cây lồng này đều là chất tre rất là đẹp. Đấy. Có tia đồng hoàng anh em ạ, nhưng mà ở lồng này thì em sẽ không tính giá tiền tia đâu anh em. Chỉ tính làm tre già VIP thôi. Đấy, còn tia thì không tính nhanh nhá, mặc dù là tia nó thẳng đấy. Đây này, đấy. Cây này cũng vậy này, cây này thì anh em đặt thêm này. Thì em lựa tre tia thẳng hơn. Đấy. Tia rất thẳng, nan cũng thẳng. Đấy. Bây giờ em sẽ thử áo lồng cho anh em xem nhé. Áo lồng của em thì có rất là nhiều loại, toàn là áo hoa hết, chứ không có áo xấu đâu. Toàn áo hoa. Áo hoa tối màu, áo hoa sáng màu có hết theo lựa chọn của anh em. Móc đồng thì em cũng có nhiều loại. Móc đây như kiểu là móc đốt trúc đi, gọi là móc đốt trúc này. Đấy, móc chạy trơn này, móc trơn. Móc chạy chỉ này. Đấy. Còn loại một loại móc tròn nữa anh em này. Áo thì rất là nhiều loại nha anh em nhé. Tất cả những cái mẫu lồng như thế này thì em đều kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em. Cầu còng áo, xin chuối, còng sứ anh em nhé, còng sứ. Bây giờ em thử áo cho anh em xem. Áo của em thì toàn là áo đặt rất là vừa theo cái mẫu lồng của em. Khóa vào
anh em xem nhé. Đây là mẫu vuông cao, áo rất là vừa vặn, có loại sáng màu, có loại tối màu, tùy theo anh em lựa chọn thôi. Nhiều anh em thắc mắc là thì nếu mà chơi lồng thì nên chọn áo tối màu hay áo sáng màu. Thì em bảo là nếu mà ủ một con chim đi thi đấu thì tốt nhất là phải tối ùm anh em ạ. Đấy, thì lửa nó mới lên được, đã ủ là phải tối ùm. Còn cứ bảo là để cho sáng con chim nó ăn nó mới nhìn thấy thì anh em hoàn toàn sai lầm anh em nhé. Con chim trong tối nó là bản năng rồi, nó vẫn mò ăn hết. Áo rất là vừa vặn anh em nhé. Đây là áo hoa tối màu, tức là tối màu là không phải là cái hoa nó tối, mà là trong ở trong cái lồng anh em ạ, nó bùm kín là cái lồng trong nó tối, thế còn hoa văn ở ngoài vẫn sắc sỡ anh em nhé. Cái nền của nó là nền đen mà, nền đen đây này thì nó mới tối được màu. Đấy anh em ạ, đây là hai cái mẫu lồng. Xin nhắc lại với anh em là hai cái mẫu lồng vuông cao size 37 23 nan, đỉnh lồng chữ H, chốt khai phân mặt phù hồ, chân đùi gà, lá đề trơn. Mọi thắc mắc thì anh em xin liên hệ số Zalo em để góc màn hình 0977 345 311. Số Zalo của em anh em nhé. Xin giới thiệu thêm với anh em, đây là cây giả thái cao, cũng là size 37 23 nan, lá đề trơn. Chân quỳ thì là chân quỳ mặt quỷ đây. Cây này thì lên màu rất là đẹp rồi. Đỉnh lồng là đỉnh lồng chữ H anh em nhé, vẫn là nậm che móc đồng. Mặt đáy thì có nan, có đề can dán, có nan anh em nhé, đây này. Đề can dán mặt trên mặt dưới. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0977 345 311. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.